Mến chào các bạn ha, hôm nay tôi quay máy cày cho các bạn xem mặt khủng long bò chúa nha. Nước lên các bạn thấy không, rất là đẹp luôn. Đây lòng hồ dọc tuyến mùa này quá đã, quá đã. Đây các bạn, máy cày khủng long đây, khủng long siêu máy cày. Dàn ha, khủng long siêu máy cày, các bạn ha. Đây giờ thấy có một chiếc chạy lên rồi, wow, đang lại luôn, wow, nổi lên. Ồ, có chiếc này nữa các bạn. Này giờ nó chạy ra nè, chạy ra nó tới chỗ. À rồi nó ngập luôn, nó ngập cái bánh nè. Bạn xem nè, wow, ngập cái bánh nha các bạn. Coi các bạn, kinh khủng không, cái bánh nó ngập nè má ơi. Ôi rồi, ghê quá vậy. Ôi rồi, trời ơi các bạn, wow, kinh khủng. Chắc còn dè xuống nữa quá. Dè xuống nữa các bạn. Mới quá đẹp không?
khí thế xuống luôn các bạn. Chạy lên luôn ta, à, lên đánh dè xuống, đánh dè xuống lại các bạn ơi. Cũng chậm ha, này đánh dè xuống. Wow, đúng rồi, dè xuống. Cần nó gấp qua gấp lại. Từ ngoài đậu nhím nó vô. Wow, Belarus nhanh đợi á. Từ đậu nhím vô ha. Gặp lần. À, quá vui. Tình mình xin mới cài ha. Cảnh mây xứ Tây Ninh
ơn các bạn nha.